Đúng rồi, Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay Thành Luân xin trân trọng gửi đến toàn thể quý khách hàng một bộ bàn ghế phòng khách Nghe Bảo Đỉnh cột 12, chân 14, hàng VIP giá bình dân. Bộ này chúng tôi sẽ báo giá công khai để quý khách hàng thấy được. Vâng, quý khách đang thấy trên mình đây. À, tháng 5 nó mang cái đợt ra chứ nhỉ? Và bộ bàn ghế này Nghe Bảo Đỉnh cột 12, chân 14, hàng VIP giá bình dân. Bộ sản phẩm trên được Thành Luân chúng tôi hoàn thiện theo đơn đặt hàng của theo yêu cầu của một khách hàng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Anh trước đây chúng tôi đã quay giới thiệu phần mộc cái bộ này, lúc chúng tôi té nước phun nước lên thì là anh thấy rất chi ưng ý và anh đã đặt hàng cái bộ này của Thành Luân. Thì hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị đóng gói đi bàn giao cho gia đình anh. Và đây là bộ bàn ghế Nghe Bảo Đỉnh cột 12 chân 14 hàng VIP giá bình dân. Giá bình dân, mọi người hãy theo dõi video clip này, chúng tôi sẽ báo giá công khai để quý khách hàng thấy được. Đấy, đây là bộ Nghe Bảo Đỉnh. Đấy. Hiện tại cơ sở của Thành Luân chúng tôi đang có rất nhiều các bộ bàn ghế Nghe Bảo Đỉnh cột 12 chân 14 hàng khủng, hàng siêu VIP và hàng VIP giá bình dân. Đấy, mọi người có nhu cầu hãy liên hệ với Thành Luân chúng tôi. Bộ này nhá, trương liền. Đấy, trương liền này. Tay nghe liền luôn, tay nghe cũng liền luôn. Và ván mặt dày 2 phân, khuôn mặt dày 4 phân vẫn là yếm cong. Đấy, khuôn mặt vẫn là 4 phân và yếm cong, dạ cong. Đấy, đục rất chìa sắc nét. Đấy, bộ sản phẩm trên được chúng tôi là hoàn thiện full BU bóng mờ. Đấy, bộ này Thành Luân chúng tôi bán với giá là 90 triệu đồng. Đấy, quý khách nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân chúng tôi. Và mặt trước mặt sau chúng tôi đều đục chạm. Đó, đều đục chạm nhưng cái giá là chỉ có 90 triệu đồng thôi. Đấy, nó rất to cao dài rộng và cái bàn cũng vậy, bàn rất to và bàn là ván mặt liền, đục tứ linh long ly quy phượng, bàn hộp đôn hộp có ngăn kéo. Đấy, cái mặt bàn đục tứ linh long ly quy phượng và cái khung khuôn bàn đây đục rất đẹp luôn. Bộ này chúng tôi bán giá 90 triệu đồng. Mà quý khách có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với Thành Luân chúng tôi để được sở hữu cái bộ sản phẩm trên. Thành Luân chúng tôi làm cơ sở là chuyên sản xuất các cái hàng thừa đẳng cấp và đỉnh cao. Đấy, và chúng tôi có tất cả các loại mặt hàng, tất cả các loại giá. Đấy, khách hàng nào có yêu cầu về cái giá sản phẩm nào chúng tôi cũng làm được. Đây là những chiếc ghế đơn được đục chạm bốn mặt như nhau, đục chạm tứ diện luôn, đục chạm tứ diện, đục chạm bốn mặt như nhau. Đấy, trương liền, tay nghe liền. Đấy, vách tựa này, tất cả này là được thủ công bằng tay này. Tầng trên thì chúng tôi đục chạm thủ công bằng tay, đục hai mặt như nhau, đục hai mặt như nhau, đục hai mặt như nhau. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân chúng tôi để được sở hữu. Đấy, chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã kích thước của loại gỗ. Tôi xin nhắc lại, hôm nay là những ngày tháng 10 2020, chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế Nghe Bảo Đỉnh cột 12 chân 14 hàng VIP giá 90 triệu đồng. À, hàng VIP giá 90 triệu đồng, 6 món 90 triệu đồng, cột 12 chân 14. Mọi người có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại trên mình: 0967 110389 hoặc 0972 770888. Đó, hoặc quý khách có thể về trực tiếp tại cơ sở của Thành Luân, tôi vẫn còn hàng để cho quý khách lựa chọn. Thay mặt của Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi ủng hộ. Chúng tôi xin được tạm dừng cái video clip tại đây và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.